Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình điểm tin 168 giờ của báo Lâm Đồng Điện tử. Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các đại biểu chức sắc tôn giáo nhân dịp năm mới 2018. Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổ chức nhân rộng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, gắn với xây dựng các nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp với các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền vận động tín đồ và nhân dân bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn thời gian tới các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng khối đại đoàn kết, động viên bà con tín đồ thi đua sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Sáng ngày 5 tháng 1, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh về tình hình kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Công tác dân vận của đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt quan tâm. Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong năm 2017. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung nhìn nhận những hạn chế trong năm 2017 để có phương án cụ thể cho năm 2018. Chiều ngày 4 tháng 1, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi họp báo công bố quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng phiên bản 1.0. Lộ trình triển khai thực hiện chính quyền điện tử phiên bản 1.0 gồm hai giai đoạn: giai đoạn 2018-2019 và từ năm 2019-2020 với tổng kinh phí 276,5 tỷ đồng. Theo đó, Lâm Đồng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ cấp chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, xã, tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và góp ý về hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh, kết hợp hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử. Chiều ngày 4 tháng 1, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm 2017. Năm 2017, khối thi đua các ban đảng đã phát động ký kết và thực hiện thi đua với chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Theo đó, trong năm, khối thi đua các cơ quan đảng đã tổ chức thực hiện 7 phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu thi đua đề ra. Các cơ quan thuộc khối thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc lớn được giao. Tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017. Thông qua hội nghị, khối thi đua các cơ quan đảng đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng tặng cờ thi đua cho Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 5 cơ quan đơn vị trong khối. Ngày 3 tháng 1 tại Văn phòng Hội Nhà báo Lâm Đồng đã diễn ra lễ công bố quyết định điều động cán bộ Hội Nhà báo tỉnh. Tại lễ công bố, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trần Duy Hùng đã trao quyết định về việc điều động nhà báo Nguyễn Thanh Nhân, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa 7, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát biểu tại buổi lễ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhưng với bề dày kinh nghiệm làm báo nhiều năm, nhà báo Nguyễn Thanh Nhân sẽ cùng tập thể cán bộ và toàn thể hội viên Hội Nhà báo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, nhà báo Nguyễn Thanh Nhân hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vững mạnh toàn diện, trở thành mái nhà chung của những người làm báo ở Lâm Đồng. Thư viện tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức giao lưu giới thiệu tác giả tác phẩm Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.
Tập thơ Tổ quốc nhìn từ biển là tập thơ thứ 7 của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, được xuất bản năm 2016 do nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành, gồm 50 bài thơ hay viết về Tổ quốc, về tình yêu quê hương đất nước. Tại buổi giao lưu, các văn nghệ sĩ của Lâm Đồng cũng đã bày tỏ tình cảm đối với nhà thơ và những cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Việt Chiến. Nhiều vần thơ hay mới sáng tác của các nhà thơ như Vương Tùng Cương, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Thanh Đạm, Vi Quốc Hiệp, Hoàng Mai, Hà Đức Ái, Hoàng Kim Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Toàn đã được ngâm đọc, làm cho buổi giao lưu trở thành một cuộc hội ngộ thi ca. Bên cạnh đó, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã tâm sự trao đổi về phương pháp sáng tác và đổi mới thi ca. Đó là những kinh nghiệm sáng tác quý báu cho các văn nghệ sĩ và công chúng yêu thơ trong tỉnh. Ngày 4 tháng 1 tại Hợp tác xã Anh Đào, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cùng Hiệp hội Hoa Đà Lạt đã vận động được hơn 40 tấn nông sản, bao gồm bắp cải, bí, bầu, cà rốt, củ cải, củ dền và gần 100 triệu đồng để chuyển tới hỗ trợ quân dân huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa nhân dịp Tết Nguyên đán 2018. Ngoài những mặt hàng và số tiền trên, Hiệp hội Hoa Đà Lạt và các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt cũng đã vận động quyên góp được hàng trăm giỏ hoa, giống rau, các loại giá thể, phân bón, phục vụ sản xuất nông nghiệp để đưa ra hỗ trợ Trường Sa. Việc thành phố Đà Lạt vận động các tập thể cá nhân ủng hộ các mặt hàng nông sản và giống rau cho quân dân huyện đảo Trường Sa trong dịp Tết này là hoạt động rất thiết thực. Dự kiến toàn bộ số nông sản cùng các nhu yếu phẩm khác sẽ được đưa lên tàu xuất phát tới huyện đảo Trường Sa vào ngày 7 tháng 1. Ngoài những tin bài chúng tôi vừa điểm trong tuần qua, báo Lâm Đồng còn có nhiều bài viết phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, như đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Kinh tế Lâm Đồng năm 2017, bức tranh tỏa sáng, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững, hiện đại, khởi sắc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, những khoảnh khắc lưu lại ở Festival Hoa Đà Lạt 2017. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc. Còn bây giờ thì chương trình điểm tin 168 giờ xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau.